Anh em lại là mình đây, chào mừng anh em quay lại với kênh tajoba.com. Thì khi mà anh em xem video này thì cũng là ngày 19 tháng 8 rồi anh em. Tối đêm nay lúc 0 giờ ngày 20 tháng 8 thì trên Shopee á, họ sẽ có một cái chương trình gọi là siêu sale hàng xu giảm đến 50% ha. Trong chương trình lần này anh em sẽ được là face ship không đồng nè, một ca gì cũng rẻ và voucher lên đến 50%. Và trong chương trình lần này thì anh em cũng sẽ được face ship cho đơn hàng từ không đồng á, thì cái mã face ship nó sẽ diễn ra vào 6 khung giờ, anh em tranh thủ lấy ha. 0 giờ, 9 giờ, 12, 15, 18 và 21 giờ, anh em tranh thủ 6 khung giờ này bấm vào để lấy mã nha. Ở trong chương trình lần này thì nó cũng sẽ có những cái cơn mưa voucher khủng ha, từ ngày 16 cho đến ngày 19. Tuy nhiên anh em sẽ lưu mã và dùng ngay vào ngày 20, nên khi mà anh em đang xem video này thì bấm vào trong cái phần link mô tả lưu mã để tối nay 0 giờ có thể bấm vào dùng ngay ha. Ở trong chương trình lần này thì nó sẽ có mã là hàng 10% xu này và hàng tối đa là 100k xu, và cái mã hàng 9% xu, hàng tối đa là 70 cao su sử dụng cho shop mall nè, và hàng 100% xu nè, hàng tối đa là 20 cao su, và hàng 20% xu tối đa là 15 cao su dành cho những anh em nào mà sử dụng ví Shopee Pay ha. Ở dưới phần dưới đây thì nó cũng sẽ những cái voucher trước giờ G, những cái voucher là 22 giờ ha, thì anh em có thể là bấm vào để lấy nè. Ví dụ như là hàng đến là 30 cao su nè, hàng đến 99 cao su và hàng đến là 300 cao su. Kéo xuống dưới đây thì anh em thấy là duy nhất 0 giờ, 0 giờ ngày 20 nha anh em. Thì 0 giờ tối hôm nay thì nó sẽ có một cái mã voucher là giảm 50%, hàng đến là 990 cao su. Thì cái mã này chỉ sử dụng duy nhất là 0 giờ thôi. Còn những cái mã còn lại là 9 giờ, 12, 15, 18 và 21 giờ thì nó cũng sẽ có mã là voucher giảm 50% và hàng đến là 99 cao su. Và dưới đây thì anh em cũng thấy ha, nó sẽ có hàng su ít cha, rất là nhiều sản phẩm và những cái deal là 1k, 9k ha, rất là nhiều luôn. Đây anh em thấy nó sẽ có những cái khung giờ sân sale là 6 khung giờ, 0 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 15 giờ, 18 và 21 giờ. Mỗi khung giờ thì nó sẽ chia thành sân sale khác nhau. 0 giờ là sale khủng nhất ngày ha, nghĩa là 0 giờ tối hôm nay thì nó sẽ sale khủng nhất luôn. Anh em muốn mua gì thì tranh thủ 0 giờ tối hôm nay ha, ngày 20 tháng 8 để mua nha. Ngoài ra thì 9 giờ thì nó có là siêu sale hàng hiệu này, 12 giờ thì nửa ngày nửa giá, 15 giờ thì sale hàng quốc tế, 18 thì top deal bán chạy, 21 giờ là gì cũng rẻ. Đây những cái phần thông tin đó, anh em muốn mua thì tranh thủ vào lấy mã giảm giá ha. 0 giờ tối hôm nay thì bắt đầu chiến thôi anh em, rất là nhiều cái chương trình hot dành cho anh em ha. Anh em tranh thủ lấy những cái voucher này nè, đây voucher 10%, voucher 9%, voucher 100% ha. Anh em mua một cái đơn hàng đi, ví dụ giống như là 20.000 đi và nó hàng 100% thì anh em chỉ là thanh toán với mức giá là 20.000, tuy nhiên nó sẽ hàng lên cho anh em 20 cao su thì coi như là anh em sẽ được mua cái đơn hàng với không đồng ha, rất là nhiều ưu đãi dành cho anh em. Về phần link cái chương trình siêu sale hàng xu thì mình sẽ để dưới phần mô tả video, cũng giống như cái link dẫn đến những cái sản phẩm giá sốc trên Shopee, anh em có thể bấm vào tham khảo và mua ha. Anh em cảm thấy video này hay thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè người thân mua hàng tiết kiệm của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình, đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.